Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Lê Trang xin chào cả nhà. Hôm nay đoàn thiện nguyện Quan Hỷ Phật Giáo Hảo và chúng tôi chuẩn bị trở về Lấp Giò ở Đồng Tháp thăm chùa Kim Bủ, trong đó có nuôi người già và trẻ mồ côi, những người tàn tật bệnh hoạn. Thì trong chuyến đi này chúng tôi đồng hành thì có là tài xế nhí nha quý vị, đồng hành với chúng tôi. Mà tôi nói quý vị nghe, đoàn Quan Hỷ của chúng tôi mà đi rồi mà không có tài xế nhí là chúng tôi chỉ lên xe nằm chờ thôi đó. Nằm ngồi chờ thôi, có tài xế nhí mới được quý vị. Mà đây cho quý vị xem, chúng tôi chuẩn bị nha, xe chờ tài xế lăn bánh nè. Đó, đó cho quý vị xem. Tôi nói đi mà đoàn thiện nguyện Phật Giáo Hảo Quan Hỷ này mà đi không có tài xế nhí là không, chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ gì hết. Tại vì lên xe mà không có tài xế lái thì làm sao chúng tôi đi. Tài xế nhí này là đồng hành với chúng tôi từ miền Nam tới miền Trung quý vị, dùng cao nguyên, dùng miền Tây chúng tôi. Thì chúng tôi đi lúc nào cũng phải nhờ có tài xế nhí. Đó. Không có tài xế nhí thì chúng tôi cũng không làm gì được, bởi vì không có tài xế sao lên xe đi được. Vì chúng đó cũng mang ơn tài xế nhí nhiều ha. Rồi đó, sẵn sàng thấy không, xe của chúng tôi đi lúc nào cũng có giường nằm đó. Nằm lên ngắn chân đó, thấy không đó. Để ngồi người nằm chuẩn bị chờ xe lăn bánh ha. Rồi sẵn sàng tư thế chờ xe nhí khởi hành. Kéo cái gì vậy? Chùa đây vô hẻm hay nhỏ, bởi nhiều ít người biết tới. Ừ, mấy đứa làm chiếc gì lên kéo. Bánh mấy tấn luôn, cũng bánh mình mấy trăm chiếc. Chắc người ta cũng đi, có đi mộ. Cây. Hôm sửa để nó đi, chiếc mình bỏ mình hát cho nó. Nè nè nè, cầm gì cho bảy đi nè. Nè. Ngủ không đi ra. Vô tới chùa nè. Ê da nào. Ê da. Mày quấn tao hoài nha. Rồi đẩy lại vô đi rồi hả ra đẩy không. Lên lên cái ơi, cái nặng rồi con này lên. Mới lên vịnh ha. Rồi. Mấy ông già khiêng đồ nặng không? Dạ con. Trời ơi. Cái chú khỉ này. À. Dạ xong rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú ơi, bây giờ chuẩn bị vô chùa, thấy xa xa chú ba đến trước chánh điện nha quý vị. Thì chùa này chánh điện thì hai bên có là 48 vị Phật, hàng hàng số Phật ở đây nha quý vị. Ngôi chùa chứ thì cái không gian thấy cũng rộng, chính giữa là thờ Phật A Di Đà. Cho quý vị xem các vị Phật nha. Bé Na quỳ với chánh điện găm găm giái gì đây. Rồi, cũng kháng giái quá ha, bé Na đang kháng giái cầu nguyện. Lại biết lại ha, đây là bé Na đó, này đã đến chùa kháng giái cầu nguyện nha quý vị. Em đây rồi, hỏi em giái gì thì em nói em giái cho gia đình được bình an và hạnh phúc và cả nhà nhà được ấm no. Rồi đến thăm những người già quý vị, đi từ phòng thăm. Đây là chuyến đường chùa này quý vị ơi, nhiều ngăn lắm, nhiều chỗ lắm. Bên đây khu bên kia luôn, hình như trong đây của mấy cô như cô là mấy cái đó sao nấu ăn đúc mà. Chỗ không có chút sĩ đâu, chút sĩ phòng này không muốn được ở không à, không có, có đây có cô đây. Ê, con. Dạ chào con á. Dạ chào à. Cô quay rồi à? Này chắc hay lâu. Quay có người quay động ở đây thì ngồi cái này ai vô đây cũng nuôi hết trơn. Bệnh ta nằm yên một chỗ. Để mình đây là mù hả? Để mình là đây mình nhà đem mù. Chưa ai đút cơm mà. Ông múc con lên hả? Đứng múc rồi. Nguyên ông cụ. Mấy người bệnh vật. Ta biến rồi. Ông bà coi coi. Ông bà coi ông bà. Đợi nó thôi. Dùng chỗ gì đó, ta bà khổ, ta bà. Mình mới chán rồi, quay cho camera men cho con. Muốn muốn lên. Chán một con bên kia. Rồi chú rồi ông cụ này như ai đút cơm nó mất con lên. Ủa như chết thì rồi là mình thiêu hay mình chôn ta? Thiêu rồi. Thiêu ở đây. Thiêu là thiêu ở dưới Hòa Thành nè. Ở ta, cái này bị bú quá. Cái mờ. Ít năm.
đây năm có năm mấy à, vị cụ nữa. Ủa hỏi bên đây tao uống mực có người đem cơm cho ai đâu nó. Cái đợt đi nhiều giờ con hôm đó mất dẫn gì lắm đó, cái nhà chúng ta nhà có hai bà con đã có làm mệt mỏi vô đó nằm đi vòng qua vòng lại được ba phòng, ba phòng ba cái nghỉ phòng có dài tới đẳng luôn đó, thành phố trường nó còn ba căn đó như vậy. Chụp cái chân vậy hết này, sắt bằng sắt này, dễ một cái chân này, kìa muốn một nữa rồi đó. Đây cô lại xem, cô lại xem. Thì theo như chú lại bà đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Mấy 3 năm ha. Là chú lại đây là hồi lần chú còn thấy nguyên căn này không? Nguyên 13 căn. 13 căn mà bị sập hết 10 căn ha. Đây còn 3 căn nè. Rồi chú ở đây có bị dột bị gì không chú? Có mưa ở đó nó tạt vô đây rồi là hết đủ. Dạ, yeah. Đây cho cả nhà xem nếu mà chú nói là khi mà mưa thì tạt qua là không ngủ được. Đây nè, hơi nó hơi đơn sơ quá. Không phải nó tạt là ở ngoài đó nó chảy à, tại vì đây làm không có con lươn ngay đây nè. Nó bị xúc con lươn rồi. Rồi chú ở đây mình thấy ăn uống thì sao chú? Cũng ăn chay ha. Cự gì nói đâu coi, mô phạt nó mô phạt. Thì tới giờ cơm thì ta bưng xuống cho mình ăn hay là sao? Dạ, có người đem cơm rồi sáng này đem có khi đem cháo khi đem mì. Ai còn ta dẹp dọn được mình dẹp dọn cho ngủ mình cho nó sạch sẽ được á chú. Chỉ cho mình dẹp thôi chứ đâu có ai dẹp cho mình. Dạ. Thì ở đây mấy chú này còn lao động được. Còn bên kia có khu nãy quay mấy cái clip kia quý vị ơi, là nằm đó luôn. Đặc biệt ở đây cho quay ông cụ nè. Bây giờ là mình hướng về Phật Pháp đó ha. Một lòng hướng về Phật đó. Không, mỗi ngày đó luôn quy định. Ở chùa với niệm Phật. Mình có tội mình mới đầu thai vào cái hoàn cảnh như vậy. Dạ, bây giờ mỗi ngày mình cứ tụng giống như công phu chùa đó. Dạ. Tới giờ mình tụng sáng, tụng thời, chiều tụng thời, tụng hoài, chừng nào chết. Chú có không có còn. Thì khi nào mình đứt hơn đi thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình. Dạ. Để bỏ cái xác cái phàm này quá khổ. Dạ. Sống ở cái thế gian này quá khổ. Thì mà mong về với Phật đi. Dạ. Dạ, như vậy đó hả bác. Rồi dạ. Con cũng chúc bác luôn thân khỏe, tâm an. Dạ. Chú không có còn cái gì phải không? Quốc huệ dung sớm dạ, đặt thành bổn nguyện để về Phật ha. Chị hỏi vậy con nha. Chú bò, chú vô lại đây là chú không có con hả chú? Không. Chú ở với chú thím của chú mà chú thím của chú thì cũng đã già lắm rồi. Hồi xưa chú không có vợ không con luôn. Không. Chú nói chung ra hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng hồi nhỏ thì không phải là mồ côi mà là con riêng của ông già rồi gia đình không có nuôi. Dạ. Rồi bây giờ không có con. Chú ơi sao làm cho ở mình nó sạch sạch hả chú? Chú không có thấy đường. Chú không thấy đường. Ủa chú không thấy đường hả? Mắt gì mà không thấy đường. Dạ. Rồi chú ăn cơm đi, chú không đi gùi vu chú ơi. Chú mới ăn cơm vừa nhất đấy chứ. Thì ở đây ai cũng gọi chú là ông mù. Lâu lắm rồi. 10 năm ha. Dạ. Này nói chuyện ít được. Ngoại bà điện ngoài. Lấy điện thoại điện cho bà ngoại. Mà điện bắn gì? Nói chung bệnh tật của mình là do cái nghiệp. Gà xe lấy kiếp này mình không có làm gì mà nhiều tiền kiếp chết. Nên bây giờ mình mới như vậy. Thì bây giờ gán niệm Phật sáng chữ gì đó. Chạy ngoài lấy đi con. Lấy xe điện thoại của mình. Còn mỗi ngày nghiệp của mình tan ra. Tút mà giãn quá. Rồi cho mình có sức khỏe. Chút ra cho em mới lấy luôn. Mọi người sẽ tới động mà giúp đỡ cái cuộc đời mình sau này. Như vậy đi thì bây giờ mình hướng như chùa, mình hướng về Phật Pháp. Dạ, mình tin tưởng như mấy cái này có kinh mạnh của châu vú đồ đang có nhiều cái chắc là gì nó cũng mình đem ra cái mà đó không đem tắt không tôi cho bên kia chị hả cho em à, chị ba đơn giản quá nó mau sạch đó phải xây cái này rất đơn giản bớt mau sạch nè mà này nó quá đơn giản 13 căn sạch 10 căn rồi sắc này không sắc này quay 10 năm 12 năm rồi sắc nó màu lắm chùa cây nữa mà sắc này có nhiều loại sắc lắm có mấy loại sao chia được đưa đi đưa ngưỡng tạo đi
hai tay đưa lên. À, em Trinh cho tiệm ông cụ. Đi quay đi gửi qua trong cho Phú à. Có mấy cái là mẹ ổng không có tự chăm sóc được á, nó không có sạch ngày này qua tháng nào á. Bắt sữa cho em đi. Cho sữa đi, đừng có bánh ăn quá dư rồi. Cũng quay cho. Tên vô đây, tên ơi. Đó. Kêu nó lại, kêu mấy đứa tên vô mấy đứa con. Bạn ra đi con, nè, ẩm đem phát đi. Đem thùng đem phát đi, ẩm thùng đem phát đi. Nó mắc câu viên nữa. Ẩm vô đem đầu nó dựa với mình gì. Đây đi cô cầm cho cái viên. Còn bánh thì nhà để con cái chừng nào. Giờ qua bánh sữa kẹo. Bỏ cái này. Bỏ cái này ra đi. Nè. Dì Trang cầm dì Trang con ra ngoài con chơi mấy đứa trẻ dì Trang. Cái gì? Con chị ra ngoài con chơi mấy đứa trẻ rồi. Đó chơi nữa. Rồi phải không? Vừa để nữa nè. Không biết cầm rồi nè, bắt đầu con nút đi. Oh, rồi cạnh này luôn. Để làm lát nữa. Bữa nay hai ông có cho mày. Quay video đi. Nữa chụp lại cũng được nữa. Hôm nay đưa Đại Đức đi video như chùa Kim Bổ để Vũ Mùa coi. À, nên đây cũng sang sang là được mạnh quân cắt được 1 căn, 2 căn, 3 căn, 4 căn, còn đưa 4 căn lòng cho trẻ em ở cả nhà. Đã đi bỏ tiền bỏ điện thoại ở nhà xong. Làm như lóc luôn á, đeo rồi đó. Dễ gặp con ngoại đó, bữa nay có cháu gì đó. Thiếu tình thương đeo. Đeo ấm lên rồi bắt đầu nó dữ. Mình dụ. Em mới cho bụng mẹ bỏ rồi. Na đi phát sữa. Na này đi phát sữa. Ở đây nói chung là bánh sữa thì không thiếu. Thiếu ở đây ở phải được nhà hảo tâm nào cắt sang sang như gì nè cho mấy người già ở là được rồi. Còn chuyện ăn uống thì không thiếu. Thì được không phải bánh cắt được gì nè, có ngăn gì đó. Quá ghê mấy người già quá giờ. Tại vì trẻ em là ưu tiên với quốc tế đâu để lịch xịt được. Lịch xịt tắm cho nuôi đó. Hả? À. Nó đâu còn đâu nữa. Còn đâu nữa nhỉ? Té lỗ đầu luôn á vậy. Ừ, nè. Ném nó mô mặt coi. Nè ăn không có dục vậy bỏ vô gác con, bỏ vô thùng gác. Cho nó quen. Có thùng gác ở đâu. Cho cũng xin về bật chứa. Vậy, đây oxy. Này của nhà mua chứ. Nè đồng đầu nhí đi tặng oxy nha. Nó mới là nó no rồi. Dư. Như mới đẻ lọc lọc á con. Mới sanh ra là ở bên. Ý là bà hỏi nuôi mai bao nhiêu nữa. Ta kêu rồi, nuôi hoài luôn vậy đó. Đây nuôi hoài. Đây nuôi nào nuôi lớn tan học mà. Ừ. Chỗ này mình thành lập nuôi gì bao nhiêu năm thôi. Dạ.
cũng có thể xong chưa? Dạ. Cho coi tivi nữa. Có gì vậy mẹ? Mấy cách nếu có tiền xây xây nhiều á, lượng mỏ quá thì nó được sang chỗ này khu, chỗ kia khu vậy đó. Chứ em là nó phải được ưu tiên. Vé bây giờ ướt giò quá khó chịu quá. Nên nên thời cũng này chỗ vô một coi. Ông Phật nào ngồi vậy?